Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút trên HTV7 mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Tôi là Vân Trang. Và tôi là Trang Hạ. Như thường lệ, chương trình sẽ bắt đầu với mục Mẹ Có Biết. Bây giờ đến mục Vân Trang Có Biết. Dạ, là chị hỏi em đó đúng không? Đúng rồi, trong vài năm gần đây á, có một cái từ khóa rất là hot ở trên mạng trong những cái tâm sự về gia đình. Và cái từ khóa đó là cái từ khóa rau sạch. Thì không rõ là Vân Trang có biết về cái điều đó không, và có thể cho chị Trang Hạ một cái định nghĩa về rau sạch không? Em biết chứ. Rau sạch là một loại rau được canh tác trong một môi trường tự nhiên, không phân bón, không hóa chất. Trang Hạ muốn hỏi Vân Trang là vậy thì chăn rau sạch là gì, Vân Trang có biết không? Làm gì có chăn rau sạch chị. Chỉ có chăn vịt, chăn bò, chăn gà thôi, không có chăn rau sạch. Rau sạch nó là tên gọi của một cái mối quan hệ rất khó gọi tên. Ví dụ như là bạn đã có gia đình, bạn đã có bà xã, rất xinh, rất tài năng, nhưng bạn vẫn khao khát một thứ gì đó ngoài hôn nhân. Mối quan hệ có thể ràng buộc bằng tình dục nhưng không bị ràng buộc tài chính, tình yêu và trách nhiệm. Rau sạch có thể là tên gọi của một người con gái nào đó, có thể là sinh viên nữ, có thể là một cô đồng nghiệp trẻ, thậm chí là trên báo mới.com, trên tất cả các cái website điện tử hoặc là các cái group mà của mẹ bỉm sữa. Bạn sẽ biết có những câu chuyện thật nó sẽ làm bạn sửng sốt nhiều hơn câu chuyện mà Trang Hạ vừa kể. À, rau sạch, vậy có khác gì ngoại tình đâu chị. Nó còn tệ hơn ngoại tình. Tệ hơn ngoại tình? Trời ơi, không được. Em phải về em hỏi chồng em có biết rau sạch là cái gì không mới được. Trang Hạ sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những sóng gió xảy ra trong gia đình. Bởi vì có một thứ nó tồn tại ở trong xã hội này, không có nhiều cái tên gọi để gọi được chính xác các mối quan hệ phức tạp. Chúng ta chỉ thiếu thời gian dành cho nhau thôi. Cái gì bổ khuyết ở đó. Nhiều khi Trang Hạ nghĩ rau sạch là tên một vết nứt trong tình yêu giữa hai người. Và nếu để điều đó xảy ra, đôi khi phụ nữ lại là những người cuối cùng biết tới. Có rất là nhiều người độc giả nam á nói với Trang Hạ rằng là tôi đã xem cô Trang Hạ có cuốn Tình Nhân Không Bao Giờ Đòi Cưới, tôi chỉ thích một nửa thôi, tôi chỉ thích tình nhân. Hoặc là tôi thích Không Bao Giờ Đòi Cưới, có phải có tới 10 bài của các mẹ bỉm sữa. Trời ơi, đã là rau sạch mà nó còn đòi cưới. Vì thế chắc chúng ta cần có một ai đó biết rõ về thế giới đàn ông hơn là những người độc giả nam chị nói với Trang Hạ, đúng không ạ? Ý là ngày hôm nay chị sẽ mời tới đây một khách mời nam, đúng không? Xin chào mừng sự dũng cảm của ca sĩ Tim. Tim. Trời ơi. Chào chị Trang Hạ. Xin chào, cảm ơn bạn đã tới. Chào Vân Trang. Trời anh gan quá, hôm nay anh dám tới đây để cho em chặt chém luôn sao? Ở ngoài thì nghe mọi người nói là hôm nay sẽ có một chủ đề rất là hot. Mà vào đây thì thấy là Vân Trang và chị Trang Hạ đang trò chuyện rất là sôi nổi. Thì không biết là mình có thể chia sẻ chủ đề ngày hôm nay không ạ? Để anh biết anh còn chuẩn bị tinh thần nữa. Dạ không, chủ đề ngày hôm nay chỉ toàn là khen anh thôi. Dạ, khen là Tim vừa đẹp trai nè, vừa đào hoa nữa. À không, đào hoa là không phải khen rồi đó. Ủa, riêng với em đào hoa là khen đó chị. Thường mà nói về những chủ đề hơi nhạy cảm này á thì anh hay bị lúng túng lắm. À đó, bây giờ anh phải dịnh cho nó. Nãy giờ em với lại chị Trang Hạ cũng có nói chuyện với nhau rồi. Rau sạch, chăn rau sạch có nghĩa là ở đây là các ông đàn ông hay thích mấy cái cô gái sinh viên lớn, xong rồi sau đó 1-2 tới lần thứ 3 là dẫn vô khách sạn, xong rồi thôi không thích nữa. Cái kiểu giống như là cả thèm rồi chóng chán vậy đó. Thì anh Tim có vậy không? Bản thân anh á thì anh rất là lên án cái việc này. Vì với anh thì phải có tình yêu, nhưng chắc chắn là phải trên 18. Còn vấn đề mà hai người đến với nhau á thì đối với anh cái cảm xúc nó rất là quan trọng. Mà thường những người chăn rau sạch đó nha, họ sẽ có một cái thành công trong cuộc sống, trong công việc, thì họ sẽ nắm bắt tâm lý rất là hay. Và những cô sinh viên, nhất là những cái sinh viên tỉnh á, thì họ cần một cái sự quan tâm khi mà họ sống xa gia đình, quan tâm về tinh thần đầu tiên và sau đó là về vật chất. Trước khi anh trả lời tiếp những cái câu hỏi của em, anh sẽ không có được đi đâu khỏi cái ghế này. Và anh phải thoát ra, anh không phải là Tim nữa, không rồi. Phải là chồng của Trương Quỳnh Anh nữa. Đối với những người đàn ông mà thích chăn rau sạch, họ cũng thích chinh phục người khác. Đúng thì rồi. Cái đó cũng là một cái cảm xúc, một cái cảm giác. Thực ra có cái câu như thế này là phụ nữ dùng cái chuyện đó để mà giữ đàn ông, còn đàn ông thì đến với phụ nữ là gì nói đầu tiên. Đó là cái gọi là cái điều mà đáng lên án. Tức là chăn rau sạch là gì? Nghĩa là bạn đã có người phụ nữ của mình rồi, tìm kiếm các mối quan hệ mới mà nó chỉ nặng về tình dục thôi. Ngoại tình thì chắc bạn chỉ yêu thêm một người nữa, và đó là một người yêu của bạn. Nhưng với chăn rau sạch thì bạn 1 không đủ, 2 cũng không đủ,
và có những cái diễn đàn để những người đàn ông chia sẻ cho nhau số điện thoại, cô ý ở đâu, trường như thế nào, gu của cô ý thích hoa hồng màu gì. Cái người đàn ông ngoại tình á, người ta cũng cần tình cảm, người ta cũng cần tình dục. Nhưng với những người đàn ông mà đi kiếm rau sạch á, thì nó thiên về cái sự ích kỷ của bản thân họ. Hoặc ở một góc độ nào đó còn quá nhiều những người phụ nữ trẻ thiếu kỹ năng sống, thiếu cái trải nghiệm trong đường đời. Theo chị thì đặc điểm nào á để mà mình khẳng định cái đối tượng đó là rau sạch? Có một mẹ bỉm sữa đã định nghĩa rau sạch hộ cho chị Trang Hạ rồi, là rất nhiều ông chồng đi chăn rau sạch trên các app hoặc là trên Facebook, trên mạng xã hội mà không hề biết bản thân mình đang là rau sạch của các cô gái đầy trải nghiệm kia. Đúng rồi. Nghĩa là thực ra chúng ta đều có nguy cơ trở thành rau sạch của một ai đó. Có trở thành hay không là do người ta đặt tên mối quan hệ đấy, chứ không phải bạn muốn hay không. Ai chẳng muốn hạnh phúc, ai chẳng muốn là một người chung thủy trọn đời. Đúng như chị nói là mình có thể chăn nhiều lần, nhiều người khác nhau, nhiều rau sạch khác nhau. Nhưng mà sau khi họ ăn cái bó rau đó xong thì họ sẽ tiếp tục đến với những bó rau khác. Có chương trình này có khi nào mà MC cắn khách mời chưa chị? Không có. Vậy nói tiếp được không? Dạ, nói đi. Sau khi mà hết cái bó rau đó thì họ sẽ tiếp tục những bó rau khác, đó gọi là chăn. Cái chữ chăn á, chăn đó là mình có thể đưa ra bộ sưu tập. Còn ngoại tình là khác. Ngoại tình là khi mà mình hơi say nắng một chút xíu, nó có tình cảm trong đó. Thì giữa cái rau sạch đó là gọi là những cái người mà thoáng qua thôi, tình một đêm cũng có thể. Còn ngoại tình đó là gọi là tình nhân, gọi là kệ, gọi là kép, là có thể lâu dài hơn. Và có một cái sự gọi trách nhiệm. Cái chữ trách nhiệm này nó có thể phân biệt cho chị biết cái nào gọi là giữa ngoại tình và giữa chữ rau sạch. Tại vì rau sạch thì mình có ăn bánh trả tiền, còn ngoại tình thì mình có thể lo lắng về mặt tình cảm nữa. Hồi nãy muốn cắn anh là tại vì á, em rất là trời ơi nghe mà đau lòng ghê chị. Có nghĩa là tự nhiên kêu chị em phụ nữ mình bằng rau sạch, giống như là một cái bó rau ngoài chợ đi ra rồi lựa. Rau này úng, rau này thúi, rau này hư rồi dục quăng bên. Thì em kêu anh nói, em nói kêu anh nói thiệt đúng không? Nhưng mà thật ra thì đúng như chị, ý chị nói đó, đàn ông xem cô gái đó là rau sạch đâu, mà bây giờ thì không biết ai đang vướng vào lưới của ai. Nhiều khi cái cô đó là cái rau mà đã nhiễm độc, nhưng mà mấy ông đàn ông thì cứ nghĩ là rau sạch đúng không? Thì chị Trang Hạ đọc ở trên một cái tờ báo về đời sống, tâm sự của một bà mẹ bỉm sữa kêu gọi các mẹ bỉm sữa khác, chồng là một người chăn rau sạch thì bạn hãy dũng cảm đi từ bỏ ông ý. Bởi vì cái tiêu đề của bài báo như sau là: có những người chồng coi vợ cũng chỉ là một loại rau sạch. Tức là đối với họ, nếu mà họ đã coi rất nhiều người phụ nữ khác giá trị chỉ nằm ở cái mối quan hệ là tình dục, thì cũng rất có thể người ta yêu bạn, cưới bạn, rồi là sinh con với bạn. Thế nhưng bạn cũng coi người ta không hơn gì là một cái mối quan hệ. Không bao giờ có chuyện là một người đàn ông họ coi thường cả thế giới phụ nữ, nhưng họ lại chỉ tôn trọng có mỗi một người phụ nữ bên cạnh họ. Mà nếu có điều đó xảy ra thì chắc người phụ nữ đấy sẽ là mẹ của họ hay là em gái của họ, chứ cũng chưa đến lượt vợ của họ. Anh là một người đàn ông, anh nói cho tất cả các mẹ bỉm sữa ở đây biết đi, làm sao để phát hiện ra một người chồng trong gia đình đang chăn rau sạch? Thật sự rất là dễ. Sự quan tâm của người đàn ông, họ có thể diễn được, họ có thể giả bộ được, họ có thể phụ nữ thì khác nha. Phụ nữ khi họ đã yêu người khác, có người khác rồi thì họ sẽ lạnh nhạt một cách thẳng thừng luôn. Còn đàn ông thì có một cái lỗi lầm với phụ nữ, nếu có chút xíu trách nhiệm thì họ sẽ về. Đầu tiên là họ sẽ làm những cái điều mà thường ngày lạ quắc phải không? Họ không làm. Họ có thể tặng hoa nè, họ có thể hôm nay anh thấy một cái chai dầu thơm rất là mới, rất là hợp với em, anh mua tặng cho em. Đó là một trong những cái biểu hiện đầu rồi. Tiên hai là họ sẽ đang lấy lúc xíu cầm điện thoại nhắn tin. Cầm điện thoại nhắn tin đó chỉ là đó là một trong những cái biểu hiện mà của ngoại tình nha. Còn chăn rau sạch á thì họ sẽ thường là họ sẽ kiểm tra rất là kỹ trên quần áo và mọi thứ của mình, mọi đồ cá nhân của mình để mà tránh. Trời, kỹ thế vậy luôn á, vậy là có sự tính toán rõ ràng. Đúng rồi. Trời, mấy người đó nguy hiểm quá. Đến bây giờ thì Trang Hạ tin là team đúng là không biết chăn rau sạch là gì. Khoảng độ vài trăm cái thư độc giả gửi về inbox của trang blog của Trang Hạ và xin ý kiến á, thì tất cả những người chăn rau sạch á, họ coi rau sạch là một chiến tích của họ. Rất nhiều người chụp ảnh khoe khoang với bạn bè, và bà vợ chỉ cần đi hỏi bạn thân, đi hỏi cái cậu nào mà là bạn thân nhất của ông chồng, tìm cách năn nỉ, tìm cách tâm lý chiến. Tất cả những người bạn thân nhất của chồng là những người biết rõ nhất về chiến tích của ông ý. Ông ý không bao giờ chỉ là khoe chiến tích với một mình đâu. Và chuyện ngoại tình ông có thể giấu kín. Đúng nhưng rồi, chuyện chăn rau sạch kín thì là chuyện có, thậm chí có thể khoe trên một cái nhóm kín. Rất nhiều nick không hề biết là người kia là ai. Đó là lý do mà cách đây 4 tháng có một ông phó tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn thứ nhì của Việt Nam đã
bị mất chức và cổ phiếu sụt giá chỉ bởi vì là ông ấy khoe đúng rồi, bị tung rất là nhiều ảnh chăn rau sạch với rất nhiều cô, và những cô rau sạch đấy bây giờ không còn là rau sạch nữa, họ đã có chức vụ, họ đã lấy chồng, họ đã đẻ con, và họ gần như là có những cái người mà muốn đi tự tử, họ bị bóc cái khóa khứ đó ra. Yeah. Và khi mà bạn bóc người đàn ông thì bạn cũng bóc luôn cái người đàn bà ở bên cạnh họ ra. Và cái chứng tích đấy ở đâu? Chắc chắn là từ người bạn trai cánh hậu cùng chung chiến tuyến, chính là người đó là người mà bóc cái bí mật của người đàn ông đấy ra. Tâm trạng của người phụ nữ khi mà biết chồng mình có những cái điều đó thì họ sẽ tha thứ hay không? Và nếu như tha thứ rồi thì có còn yêu nhau được như lúc đầu hay không? Đó, thì giống như lúc nãy là hai chị em mình vừa nói chuyện với nhau đó, thì có những người mẹ họ sẽ cảm thấy là tha thứ, sẽ quay lại. Tại vì hai người khi mà đến với nhau thì họ cùng thề hẹn sự chung thủy, tin tưởng tuyệt đối. Nhưng khi biết người bạn đời của mình sự phản bội, một cái vết cắt rất là đau, và phụ nữ Việt Nam mình thì thường là cam chịu, nhưng liệu rằng sau đó họ có còn yêu hết mình được hay không, và những ông chồng phải làm gì để bù đắp lại điều đó? Và điều duy nhất Trang Hạ thấy phụ nữ phương Tây chỉ bởi vì họ sòng phẳng với các mối quan hệ, họ không bị sĩ diện quá nhiều, họ không níu giữ một mối quan hệ tồi tệ. Còn ngoài ra thì cá nhân mình nghĩ rằng là họ bịt mắt được ai đó, họ được lợi lộc từ một cái mối quan hệ, nhưng thực ra đó cũng là những người đàn ông đang bị mất những mối quan hệ và mất cả cái danh tiếng của mình trong tương lai nếu như con họ, bạn bè, đồng nghiệp của họ hiểu ra rằng là cái sự thật để bị che giấu lâu nay. Cho nên là phải sống luôn luôn lúc nào cũng phải tích cực một tí xíu. Anh Tim à, đến với chương trình ngày hôm nay thì với cương vị là một người cha, một người chồng của một gia đình hạnh phúc, thì anh có thể gửi một cái lời ngắn gọn nào đó đến với tất cả các chị em phụ nữ, bỉm sữa tụi em làm cách nào để có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình hay không? Muốn giữ được gia đình hạnh phúc thì đương nhiên vai trò của người vợ rất là quan trọng, và chúng ta hãy chia sẻ nhiều hơn nè, quan tâm nhiều hơn, làm bạn, làm chúng ta hãy làm bạn của những người chồng. Chúng ta hãy mạnh mẽ và có một sự tự tin á, để cho những người chồng của chúng ta có thể thấy được những điều mới lạ, hãy thay đổi từng ngày, có thể đi tập thể dục, đi tập yoga và làm chúng ta đẹp hơn trong mắt người chồng. Thì chắc chắn là không thể nào chăn rau sạch được, vì có một cái đóa hoa kế bên lúc nào cũng thay đổi, và chúng ta phải biết cách thông minh để mà giữ chồng bằng cách là chúng ta hãy làm mới mình và hãy tự tin để cho chồng giữ mình. Đâu, không bao giờ có chuyện là một ông chồng đi chăn rau sạch sang nói rằng là vợ hãy xứng đáng để làm bạn của tôi. Cũng không có một ông chồng nào xứng đáng có một gia đình hạnh phúc nếu như bạn chỉ nghĩ đến giá trị của một bản thân mình. Dạ, đúng, đó đúng, là đúng, lý đúng, do mà Trang Hạ không đồng ý kết thúc chương trình ở đây. Rồi, thực ra thì cái ý của em thế này là tại vì á, em thấy rất là nhiều các, không phải là tất cả nha Phương Trang, và tất rất là nhiều cái gia đình mà những người phụ nữ họ không có biết trao chuốt cho đúng rồi người. họ tức là vậy nè, gọi là sao, họ nội trợ, họ những người phụ nữ nội trợ, họ không làm mới, mà họ mỗi lần mà phát hiện ra chồng mình đã có một mối quan hệ khác ở ngoài thì họ mới thay đổi, họ mới luống cuống lên. Thì tại sao mình, tức là người phụ nữ Việt Nam thiếu một sự tự tin, Tim xứng đáng đi quảng cáo cho thẩm mỹ viện bởi vì tất cả các thẩm mỹ viện đều nói y chang như Tim luôn, bạn hãy đẹp lên, bạn hãy giỏi lên, bạn hãy thú vị lên, bạn phát hiện ra chồng ngoại tình đúng không, hãy đến đây để hút mỡ, đâu cần phải là đi thẩm mỹ viện mới đẹp hơn đâu ạ. Thì bây giờ khoan, mình phải đánh người chạy đi chứ đúng, ai đánh kẻ tràn. Chúng ta còn có chúng ta còn có gia đình, còn có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con chẳng hạn để mà lo lắng chung với mình nhau nữa. Mình đề nghị là sa thải khách mời và sa thải MC trong chương trình này. Mà cái mâu thuẫn ba người chúng ta vẫn chưa thống nhất lại với nhau, nó cũng giống như cái xã hội này thôi. Mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng. Nhưng mà tụ chung lại thì Tim cũng có một ý cuối cùng thôi, đó là chúng ta hãy chia sẻ với nhau và đừng giấu giếm những bí mật. Ghét chồng cái gì, giận cái gì nói ra, và chồng cũng vậy, chán cái gì hay là muốn vợ mình như thế nào thì nói ra, chúng ta hãy chia sẻ. Quan trọng nhất là một tuần, một tháng gì đó, hai vợ chồng hãy ngồi lại để mà nói chuyện, chia sẻ với nhau và trách nhiệm với con cái, làm cho chúng ta phải thay đổi tốt hơn. Dạ, nhưng mà thời lượng dành cho chương trình của chúng ta tới đây cũng đã hết rồi, muốn có thêm cũng không được, muốn cãi với Tim nữa cũng không được, chắc là hẹn anh phần sau nha. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình sẽ được phát sóng trên HTV7 vào 10:45 sáng chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.